Đây là giải bơi năng khiếu thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Phan Thắng Bình, Vũ Nhất. Con 2, Phạm Hoàng Đức Coi, Vũ Tân Phú. Con 3, Nguyễn Lê Đức Coi, quận 3. Con 4, Nguyễn Trung Hiếu, con bộ Rạch Hiểu. Trung Hiếu à? Con 5, Nguyễn Hiểu Phong, quận Bình Thạnh. Con 6, Võ Bảo Lâm, quận Tân. Con 7, Nguyễn Cao Thiên Phúc, quận Tân Phú. Con 8, Bùi Hoàng Minh, con bộ Rạch Hiểu. À, Thiên Phúc đấy hả? Ở gì đâu, nhờ gì đó. Chắc cú rồi đó. Chắc rồi. Chắc rồi, tướng quá tốt. Không, chạy dài lắm. Quan trọng cái xẻ tay. Tiềm năng của hồ đấy. Vậy ra kì bông được á, kì bông. Kịp á, hên xui. Nó sẽ thải không? Chiếc quét của Lê 100m nữa là lối chỗ 10, 11. Đập 1, câu 2. Chân thể kiếm tiền, câu 1 đi lang.